Hai mẹ con xin chào ông bà và cô chú. Các bạn, hôm nay con gái của em 20 tuổi học đại học tài chính ngân hàng sẽ thể hiện món đùi gà chiên nước mắm làm theo cách này rất là ngon cô chú. Và bây giờ mời cô chú cùng xem con gái em làm nha. Dạ bây giờ thì con sẽ bắt tay vào công việc. Trước tiên thì con sẽ cắt hành tỏi ra thành từng lát nhỏ nhỏ. Sau đó thì mình sẽ băm nhuyễn hành tỏi. Bước tiếp đến thì con sẽ chặt gà ra thành từng khúc nhỏ để vừa ăn. Ở bước này thì mẹ con sẽ phụ con chặt gà. Sau khi chặt gà xong thì bây giờ con sẽ chuẩn bị phần nguyên liệu để trụng sơ gà qua. Mình sẽ dùng một ít gừng và một ít sả đập dập. Sau đó mình sẽ bắt một nồi nước sôi lên bếp và trụng sơ gà qua. Cho vào nồi nước một chút xíu muối nữa nha cô chú. Và bước tiếp theo thì con sẽ cho gà vào nồi. Và mình sẽ trụng sơ cái phần gà này trong vòng khoảng từ 3 đến 5 phút để cho thịt gà săn lại là được. Sau khi trụng gà xong thì bây giờ con sẽ vớt ra. Bước kế đến thì bây giờ con sẽ ướp thịt gà. Cho vào trong gà một ít hành tỏi băm vừa nãy. Khoảng 2 muỗng canh nước mắm. Và với cái khối lượng gà là khoảng 600 g thì con sẽ nêm vào đây tiếp theo là 2 muỗng cà phê hạt nêm. Một ít tiêu và mình sẽ bỏ thêm một chút xíu ớt bột để cho cái thịt gà này nó hơi hơi có vị cay nhẹ. Sau đó mình sẽ trộn cái thịt gà này đều lên và ướp trong vòng khoảng 15 phút để thịt gà ngấm đều gia vị. Và sau khi đã ướp thịt gà khoảng 15 phút thì con sẽ rắc vào trong gà một ít bột chiên giòn để khi chiên thì thịt gà nó sẽ giòn và làm cho cái lớp thịt gà nó được ráo nước. Và bước kế đến thì con sẽ chuẩn bị phần nước sốt để lát nữa mình sẽ áo bên ngoài lớp thịt gà đã chiên. Cho vào trong chén khoảng 2 muỗng canh đường, một chút xíu bột ngọt, khoảng 1 muỗng canh lớn tương ớt để tạo màu sắc đẹp cho thịt gà.
và sẽ cho khoảng 1 muỗng, 2 muỗng canh lớn nước mắm. Sau đó mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên. Và mình sẽ cho vào đây một chút xíu nước lọc để cho cái hỗn hợp này nó không có quá đặc. Và bây giờ thì mình sẽ bật bếp lên. Mình sẽ đổ ngập dầu vào chảo và đợi đến khi dầu sôi thì sẽ cho gà vào chiên. Và mình sẽ chiên gà với lửa nhỏ. Và đây là bước cuối cùng, thì con sẽ bỏ lên bếp một chút xíu tỏi băm hồi nãy. Đây là phần dầu hồi nãy chiên gà, còn dư thì con vớt ra để trong một cái tô. Sau đó sẽ cho hỗn hợp nước sốt mà đã chuẩn bị lúc nãy lên bếp. Cuối cùng thì con sẽ cho phần gà đã chiên để áo đều lớp nước sốt bên ngoài. Và cuối cùng thì món ăn cũng đã hoàn thành. Nhìn món ăn thật là hấp dẫn cô chú ha. Hôm nay mà rất là sướng được con gái nấu cho ăn, mà chỉ việc đứng quay thôi, nhìn mà chạy nước miếng. Chút xíu nữa em sẽ bày ra cả nhà em cùng ăn và quay cho cô chú xem. Đó, cô chú ơi, con gái còn ngại cho nên không quay rõ mặt cho cô chú xem, chỉ quay dáng thôi. Vài bữa nữa làm nhiều clip sẽ quen rồi thì sẽ quay mặt cho cô chú xem nha. Con gái năm nay là học đại học năm 3 rồi cô chú, 4 năm sẽ ra trường, đi kiếm tiền và lo cho cuộc sống của con. Mẹ mong đợi ngày đó sắp đến. Còn bây giờ món ăn đã hoàn thành rồi cô chú ơi. Nhìn cái màu sắc rất là hấp dẫn, nó kèo lại, nhìn rất là ngon. Nhà cô chú nào mà có bé nhỏ thì làm món này ăn rất là ngon luôn. Các bé ai cũng thích ăn hết. Đó, nhìn hấp dẫn quá cô chú ơi, rất là ngon. Thịt gà bên ngoài thì giòn, bên trong vẫn giữ cái độ mềm, độ ngọt. Và đây con gái ăn sạch dĩa rồi cô chú ơi. Đó, rất là ngon luôn. Ăn xong nhà em sẽ tráng miệng bằng bưởi nhà trồng. Và clip đến đây cũng đã dài rồi. Cảm ơn cô chú đã xem hai mẹ con nha.